Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đưa bản vẽ từ file PDF lên Google Earth. Thông thường thì chúng ta thường đưa bản vẽ lên Google Earth thông qua file AutoCAD. Tuy nhiên là có thể là khi chúng ta xin được bản đồ hoặc là chúng ta tìm kiếm trên mạng thì là cái bản vẽ đó là dạng PDF. Trên màn hình của mình là bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Vậy chúng ta sẽ đưa lên Google Earth bằng cách nào? Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn là cách đưa file lên Google Earth để chúng ta biết được là đất vị trí nào, là đất quy hoạch và đất công nghiệp, vị trí nào là đất công nghiệp hoặc là đất để sản xuất kinh doanh. Đây. Trong file quy hoạch đất thì có chỉ dẫn này. Tên khí hậu, đất trồng lúa, đất an ninh phòng, đất phát triển hạ tầng, đất nông thôn, đất sản xuất kinh doanh, đất phát triển hạ tầng cũng sẽ là đất để khi chúng ta mua đất để đầu tư bất động sản chẳng hạn, người ta quan tâm đến đất phát triển hạ tầng, nghĩa là gần cái khu hạ tầng đấy là xung quanh đấy đất là có khả năng sẽ tăng giá. Mà hiện tại nói là đất công nghiệp hoặc là đất giá trị thấp chẳng hạn. Vậy chúng ta sẽ đưa lên Google Earth bằng cách nào để xem cái vị trí các vị trí này là hiện tại là đất gì, nó nằm ở đâu. Tiên là bạn hãy mở file AutoCAD lên. Đấy, xin AutoCAD bạn hãy bật vào, nếu mà khi một cái động bạn vào insert cho bạn vào PDF import, bạn PDF import. Hãy tìm đến cái file PDF quy hoạch. Hiện tại nào như rồi rất tốt này, Sóc Sơn Hà Nội bất động sản quy hoạch sử dụng đất, ta sẽ open. Hãy import nó vào. Đây, ta hãy nhấn OK nhé, import vào bất kỳ. Trên khi mà đưa đưa bản vẽ lên trên Google Earth thì đầu tiên là bạn khi bạn import vào phải cho cái vị trí này là đúng tọa độ đấy, thì là mình khi đấy mình mới đưa được lên Google Earth. Trước tiên mình sẽ chọn Sóc Sơn nữa ha, mình sẽ kiểm tra cái độ PN2000 nó là khoảng bao nhiêu. Thì mình sẽ vẽ một đường này, một đường chẳng hạn cho bạn xem đường là mình lưu. OK, đấy, thì sau đấy mình sẽ xuất sang lưu vào địa điểm của tôi, lưu địa điểm dưới dạng, mình chọn là lưu địa điểm dưới dạng thì mình sẽ ngoài cho tốt nhé. Thì Sóc Sơn đấy, mình sẽ xuất thử xem nó tọa độ Sóc Sơn là nó nằm khoảng bao nhiêu. Rồi mình sẽ vào file hh nhé. Vậy là do là cái số đất này là nó hơi nặng nên là khi mà mình import vào trong AutoCAD thì nó chạy hơi lâu. Mình sẽ bật tiếng to lên một chút. Để mình sẽ dùng hh nhé, mình mở cái định dạng, mình sẽ nhập chọn là nhập định dạng KML, chọn là khu Hà Nội. OK, mục tiêu Hà Nội, mình sẽ chọn file ngoài desktop nhé, vừa rồi mình dùng ngoài desktop. Đây vị trí Sóc Sơn. OK, mình sẽ xuất sang dạng AutoCAD để sau này lát nữa mình đối chiếu giữa hai bản vẽ cho tiện. Này, nó như là hiện tại Sóc Sơn. Mình sẽ lưu ra là một folder đi.
Đấy, toàn bộ vẫn thế nhé, 2.351.000, 2.351.664, một cái là 587.632. Đây, bạn hãy xem này, 2.351.664, 586.632. Rồi xin PDF. Đây, 2.3.66, 2.3.6 là 2.366.000, 2.366.000, 2.366.000. Để mình sẽ ghi lại cho các bạn thấy nhé. Đây là 2.366.000, tức là chữ y không, y không, y không, y bằng 2.366.000. Đấy, x bằng, x vừa rồi mình lưu AutoCAD này là có 587.632. Cái này là sẽ là 5.598.000. Đấy, đây là tọa độ Sóc Sơn nhé. À, đây là tọa độ một cái vị trí ở trên này. Đây mình phân tích cho các bạn thấy. Sau đó mình sẽ định vị cái bản vẽ này đúng tọa độ VN2000 để đưa lên Google Earth. Tọa độ định gốc này là 2.366.000. Đây là 398.000. Bây giờ mình sẽ định vị một cái điểm mắc này, một điểm một này, mình sẽ lập cái 2 điểm. X sẽ là 2.366.000, cái này sẽ là 5.596.6. Mình sẽ điểm 2, điểm 2 mình sẽ chọn một điểm đó là mở ở đằng góc này càng, mình sẽ điểm chọn một góc, thôi chọn cái góc góc này đi. Còn điểm tiếp theo y là 23.000, 2.342.000 nào. X sẽ là đây nhá, vẫn là 596 hai. Ok, mình sẽ kiểm tra file AutoCAD đây. PDF này giờ tạo là tự của CAD rồi nhé, nó cho vào AutoCAD dạng block. Đây, phần vẽ chúng mình đang làm master. Đây, bây giờ mình sẽ định vị 2 điểm. Mình sẽ vẽ 2 vòng tròn nhé, 2 vòng tròn để định vị. Rồi mình định vị như này, điểm 1 này, điểm 2 này. Mình chọn 2 điểm ở dưới góc này. Đây mà. Mình chọn điểm dưới góc này, góc này nhé, là một điểm góc của đây, 2 điểm này để định vị vẽ. Bây giờ mình sẽ sang AutoCAD, mình vẽ đường tròn nhé, mình nhập tọa độ cho nó, nhất là x, để y này. Vừa rồi mình xem bên AutoCAD này là 596.000 nhé, nhập vào x đây, 596.123. Rồi tiếp theo là điểm y, y là sẽ xem ở đâu, y là 2.366.000, 2.366.123, 366.000. Bài tít ở đâu,
bạn sẽ khó khó nhìn nhé. Mình dựa vào bạn có thể vào view hoặc đây viewport, bạn tu làm cho hai màn hình. Và màn hình đầu tiên là ta hãy xem cái bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Một vị trí tiếp theo là chúng ta hãy xem vòng tròn chúng ta vừa vẽ là nằm ở đâu, đã là nằm trên đây. Đây. Đấy. Đây, mình cho là cái gió mùa khác đi. Và dễ nhìn. Đến điểm vị thứ hai của ta. Điểm vị thứ hai là điểm này. X nó là 596.000. 596.000. Y nó là 2.342.000. 342. Cái màu nó nói nhé. Đấy. Bây giờ mình đã định vị được hai điểm rồi, tương ứng với hai điểm này trên bình đồ. Và xin bắt đầu hoạch sử dụng nhé. Bây giờ là ta mục đích của ta sẽ chuyển cái bản đồ quy hoạch đây về đúng tọa độ thì chúng ta sẽ đưa lên Google Earth và hãy lên vào đây mình vào DS nhé, mình cài đặt để cho bắt điểm. Mình sẽ chọn là endpoint và cái central. Ok, tại rõ lịch align đây, align đây, để tắt là al và click vào cái file log này, enter theo chọn điểm đầu tiên. Do là vừa rồi mình chọn là chỗ điểm là endpoint, ta gần chuyện chỗ đến gần rồi là tổng bắt điểm. Điểm này sẽ tương ứng với cái điểm màu vàng dưới đây, central point. Ok, điểm thứ hai và điểm nằm dưới đây sẽ tương ứng với điểm ở trên đây. Ta phải nhấn là em này, nó hỏi là có cho scale đấy, align scale object có nhé, mình nhấn là z. Ok, đấy, vị trí cái bản đồ này được scale và đã được về đúng vị trí tọa độ. Đấy, chúng ta hãy vào report tôi chọn là single và thông thường đấy. Đấy rồi, ta xóa cái này đi, nhấn zoom cách e cách đây và mình đã ông ta đúng tọa độ rồi. Sẽ chọn một điểm khác rồi nhé, xem nó đúng và có lấy id này là 23 bao nhiêu này, 235.000, đúng vậy đấy. Bây giờ tiếp theo của chúng ta là sẽ đưa đưa cái bản đồ quy hoạch này thì trên Google Earth. Đầu tiên chúng ta hãy phá block ra, bạn chọn cứ chọn block nhân x x đây này. Enter cho mình vẽ nó khá nặng là khi phá đối tượng nó chạy hơi lâu. File bản vẽ mình đã import ra. Bây giờ mình sẽ view lại. Điều đầu tiên chúng ta làm chúng ta mục đích chúng ta là sẽ đưa các đường ranh giới này, quy hoạch này, khu vực mình giả sử nhé, các cái cột này, các cái đường này, mình sẽ đầu tiên mình sẽ đưa các cái ranh giới các đường này. Bây giờ chúng ta cần là cái đường này, đường ranh giới này, đường này và đường này. Oh, ta hãy copy chọn mình cái đường màu đỏ này. Online lên không màu đỏ. Đấy, ta sẽ đổi nó sang một layer khác. Đấy, ta sẽ đưa layer này đi. À, ok,
nó là cái đường đường này, xem sẽ phát thông. Tiếp theo là cái đường đường này nhé, sẽ đổi sang lên nhé. Bố lai và tiếp theo mình lại chọn đường bố lai hết đi. Thì mình sẽ chuyển sang một layer khác. Lo các đối tượng này là mình sẽ xóa hết cả, mình sẽ làm một phần kẹo nó nhẹ hơn. Sau khi xong rồi mình sẽ mở cái layer này lên. Đối tượng mình sẽ xóa phần hết nhé, nó sạch hơn vẻ. Vào lệnh EU dọn chặn các đối tượng không cần thiết đi. Bây giờ mình sẽ xem là dung lượng vẽ nó là bao nhiêu. Sóc Sơn tại nó khoảng 3594 nhé. Bây giờ mình sẽ dùng HHMap mình dựa đưa lên vừa xem một lên xem vị trí xem như nào. Đặt tốt sắp sơn hệ sắp sơn nhân vật xuất bản kiện đưa đi gấp cơ sang Google Earth Hà Nội sẽ đáp lời OK. Để vị trí bản vẽ mình đã đưa lên Google Earth. Bây giờ ta hãy kiểm tra một vài vị trí xem là đã đúng hay chưa nhé. Nhất là mình sẽ kiểm tra về đường. Đây, OK. Đây về cái đường đúng không? Đường sẽ nó hơi lệch một chút này, nó mang tính chất tương đối ấy. Đây đường này OK, thằng hai cùng kiểm tra cái vị trí ngã tư Sóc Sơn xem có đúng không. Sóc Sơn đây, ngã tư Sóc Sơn này, tìm đường này, nếu có thể tương lai nó sẽ mở rộng cái đường này. Đường đây là đường quốc lộ 3. Mình nghĩ là cái file PDF đưa lên thì nó cũng không được tuyệt đối như là cái file cap, mà cũng mang chất là cũng đợt đến 80%. Nhưng bạn thấy đường này, vậy là mình sẽ chọn xong bước đầu tiên là đưa phần vẽ từ file PDF lên Google Earth.